Vâng, bên này em lại tiếp tục lên sóng với các bác những chiếc âm ly Hàn Quốc. Và đây là đại diện một chiếc nhé, chiếc âm ly PA 2335 mã của hãng Jaguar. Dòng này thì nó rất nổi tiếng về cái chất lượng độ bền và cái chất âm vang echo rất hay nha các bác nhé. Dòng này vang echo của nó cực hay luôn. Hay những cái dòng này thì nó vẫn hay như echo vang, hay như những cái dòng 203N rồi. Đây ạ. Y chang nhau như các bác nhé. Dòng này thì riêng về cái mặt trước của nó là y chang luôn, y chang của 203N. Và dòng 35 mã này thì nó chỉ khác về cái bo công suất thôi. Đấy, bo công suất. Vì bo công suất. Dòng bo công suất này thì nó lại rất bền nhá. Nếu mà để độ châu bò thì nó còn bền hơn cả 203N nhá. Và nó có cả dơ le bảo vệ này. Đấy, mời các bác chiêm ngưỡng nhá. Hàng xịn zin đẹp. Zin đẹp đẹp. Và một em này thì nó chạy sò Toshiba 1943 và 5200. Đấy, em quay em lấy đèn lấy nét cho các bác nhé, để các bác xem cái độ đẹp của nó. Đấy, đây là cái chiếc đèn để chiếu các bác xem cái độ chi tiết của sản phẩm khi bên em tuyển chọn. Nó đẹp, đẹp đến xuất sắc từng chi tiết. Đấy, các bác nhìn cổ nguồn nó đẹp không, mini không? Cổ nguồn này nó siêu bền và im, rất im như các bác nhé. Dòng này thì các bác có thể phối ghép với những cặp lò bô. Đấy, bâu đây, ví dụ bâu 305 TM này. Dòng này thì nó phối ghép chất âm của nó rất chi là hay nhá. Rất hay. Cực kỳ tuyệt vời khi các bác phối ghép những cặp BMB 252V này, hay những dòng BMB Bass 20 hay Bass 25 thì nó đều đưa ra cái chất âm rất hay. Đẹp nhá. Và những hàng tuyển này, vẫn còn tem tuyển này. Đấy, tem zin của bên Hàn Quốc nhé. Để em xem cái chiếc âm ly này nó sinh năm bao nhiêu đây. Chiếc âm ly này là sinh, ấy là con này đời 1998 nha các bác nhé. 1998 này. Đẹp nhé. Rất đẹp nhé. Xịn, zin đẹp, zin đến từng con ốc một này. Ốc của nó đây các bác ơi. Ốc zin nhá, ốc zin nhá. Vẫn còn zin đẹp nhá. Quá đẹp. Và một chiếc âm ly này đẹp xuất sắc như này thì bên em đang có giá vào 7.500.000. Các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm bằng xịn của Hàn Quốc này, bên em có rất rất nhiều như các bác nhá. Và mấy chiếc âm ly Euler Y9 ấy, bên em sẽ quay và giới thiệu các bác ở video sau. Video này thì bên em giới thiệu các bác là những chiếc âm ly đáng chơi và độ bền, siêu bền. Gọi là siêu bền như các bác nhé, dòng này rất bền, rất hay. Các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm này, các bác cứ alo cho em nhé. Khóa 2 số 2963101138 hoặc 0962355309. Và giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.